chiều thứ bảy đi, nhưng mà tắm biển xúc cát, mang theo cái súng thôi, mặc bộ đồ ngủ đi tắm biển luôn, tại vì cũng đâu có bơi đâu, đi xúc cát thôi rồi bắn xuống nước thôi. 6 giờ chiều, Phan Thiết Mũi Né ở resort Hoàng Ngọc. Không phải mùa cao điểm nên khách cũng vắng lắm. Giờ này không thấy ai tắm luôn đó, nói chung là thấy sổ. À, còn một số bạn nào đâu, đang còn hai bạn nhỏ đó rồi. Wow. Chơi cái bộ đồ ngủ mặc áo đi, áo ngủ đi cho nó đỡ gió nè. Sao? Con đi được vào sò hả? Phải à. Ôi trời ơi. Trời, bỏ chạy luôn, sóng đánh bỏ chạy luôn. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Sợ rồi đó. Bye.
xong rồi lên quấn nè, xong rồi đi về phòng nha, xong rồi đi ăn tối. Hỏi mặt kìa, đã không? Chơi là hỏi tới gì hai coi. Rồi, hai con nhộng này, hai con dòi này nè. Bỏ lại đó. Rồi đi, đi về, xuống ăn về. Wow, đã chưa? Hôm nay cô ba đãi cho Châu ăn tôm hùm nữa nha. À, tay cuối kia. Thấy mấy anh hướng dẫn trò món này nè, thấy khách tàu, khách Nga gì vô là sổ hết cái thứ ấy luôn, giỏi ghê luôn á. Tiếng nào cũng tiếp hết á. Nói được cũng bán được chứ. Lấy con nào tươi lấy con cháu nhỏ này, không quan trọng con nào một xíu đâu. Mình ăn rồi đi ăn đúng không? Chọn món tôm xong rồi giờ chọn món gà. Có cá mực quỷ không? Kêu ba đáy cá mực quỷ luôn. Ừ, con gì đây? Cái gì mà cổ nó dài vậy hả? À, giống không? Ba ba con rùa gì luôn ba ba. Ồ, dâu rùa sâu nè. Kem quần cho bạn sau anh nè, bạn sau chọn vì dâu thép, khoái vì dâu, còn bạn sóc thì chọn vì và vì mơ, chắc là đang ngủ mơ cái gì đó. Hấp dẫn không? Rồi đứng lên kìa. Rồi quỳ lên đi, đừng đứng lên ghế của. Ủa vô. Thôi đến giờ con quyền cũng được, thấy là vậy được. À, chú cho đứng thì đứng nha. Sợ đứng giờ ghé thôi mẹ bé luôn. Ngon cái mặt kìa. Cái gì liếm liếm vậy. Vị sầu riêng nè đúng không? Con không ăn bánh hả? Ngon chè.
Mày này đi sâu điên. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like, subscribe, ủng hộ kênh của bé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.